2023 đập hộp iPhone 14 Pro Max là xưa rồi, đập hộp iPhone 8 lút mới 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 rồi ha. Trời giờ đập hộp ha, đó đập hộp cái cảm giác của iPhone là xé cái bọc kiến kìa đó, đập hộp còn nguyên siêu luôn đó. Xong đó tới cái máy thấy không, iPhone 8 lút mới chát chưa. À, cầm một tay không lấy lên được mới ghê chứ. Vậy thì cho anh em khởi đồng hồ máy lên đó, đập hộp iPhone 8 lút mới ghê chứ. Trời, đập hộp iPhone 14 Pro Max là bình thường, đập cái tấm lút mới vui vẻ cuộc đời chứ. Cầm có một tay thằng nhắn nó không có ăn. Cầm có một tay à. Đó, đó. Quá trời quá đất luôn. À, năm 2023 rồi còn đập iPhone ta, đập hộp iPhone 8 lút nó mới vui vẻ nha. Trời ơi, chứ đập hộp mà iPhone 14 Pro Max thì đập hộp bình thường. Mà sau cái bữa mà mua iPhone 14 Pro Max không có đập hộp, trời, không có quay cái đập hộp lại. Đó, năm 2023 rồi đập hộp iPhone 8 lút mới vui chứ. Mới ghê hộp không? Ồ, giấy xác hướng dẫn rồi còn quá trời luôn đó, nhìn ngầu ghê chưa, mới chát chưa đó, nhìn ngầu ghê chưa đó, chưa dán cường lực được các kiểu, máy mới chát chưa, xác hướng dẫn rồi còn nguyên đó không.